cung cấp xe mô tô, xe máy giá rẻ, đảm bảo làm giấy tờ thanh lý, biển số xe theo mã vùng của khách hàng, đảm bảo an toàn khi lưu thông đường bộ là những lời quảng cáo nghe là mê này đang xuất hiện khá tràn lan trên một số trang mạng Internet, khiến người tiêu dùng như lạc vào mê hồn trận. Nếu không cẩn thận tìm hiểu kỹ các thông tin có liên quan, người tiêu dùng rất dễ tiền mất tật mang. Đó là thông tin chương trình Góc nhìn đa chiều ngày hôm nay sẽ chuyển đến quý vị. Và tôi là Nhật Minh sẽ đồng hành cùng quý vị để mang đến cái nhìn đầy đủ, trọn vẹn hơn mà quý vị biết đường để phòng tránh. Đây là mẫu rao bán xe trốn thuế giá cực rẻ được đăng tải trên một trang web. Bảng giá các loại xe được liệt kê khá rõ ràng. Một chiếc SH Ý mới 100% có giá 25 triệu đồng. Vespa LX mới 99% chỉ tầm 15 triệu. Và hàng loạt các xe nhập khẩu khác được chào bán với giá bằng 20% giá của nhà sản xuất. Chưa hết, người rao bán xe còn tự xưng là nhà phân phối xe máy nhập khẩu hàng đầu tại khu vực miền Bắc, miền Nam, miền Trung, kèm theo hình ảnh mới long lanh của những chiếc xe có thương hiệu. Đối tượng cũng không quên lưu ý, xe nhập khẩu nên các bạn cần mua kính. Nhưng toàn là những lời tự xưng nhà phân phối hàng đầu. Không biết giao dịch có thành công hay không, thế nhưng chỉ nhìn vào hình ảnh những chiếc xe trên cùng với mức giá quá rẻ của nó, không ít người đã không cầm được lòng. Để hiểu rõ hơn về vấn đề này, phóng viên chương trình đã thử gọi điện đến một trong các số máy trên mạng. Cách tư vấn của họ ra sao? Mời quý vị tiếp tục theo dõi. Thử liên hệ với người tên A Minh qua số điện thoại đăng công khai trên trang mạng này. Phóng viên được một cô gái tự xưng là người của công ty phân phối xe, trụ sở tại thành phố Đà Nẵng, nhiệt tình tư vấn. Bây giờ anh chuyển trước cho em 2 triệu làm giấy tờ từ 4 triệu đến 5 triệu là anh nha. Cho nên anh chuyển trước cho em 50% số tiền làm giấy tờ. Sau khi nhận hàng là anh sẽ thanh toán tiền xe và 2 triệu tiền giấy tờ còn lại. Nên công ty em là xe đó trốn thuế, xe nhập khẩu cho nên là không bị đánh thuế anh, cho nên là giá rất là rẻ. Anh cứ yên tâm đi, xe bên em là xe đảm bảo, nhập từ hãng nha. Theo luật sư Trương Ngọc Sơn, đánh vào tâm lý ham xe giá rẻ của người tiêu dùng, những trang rao bán xe lậu không giấy tờ, trốn thuế giá rẻ mọc lên như nấm sau mưa chỉ trong thời gian ngắn. Trong trường hợp nói trên, phần tư vấn tuy non nghề của cô gái, nếu gặp phải những người nhẹ dạ sẽ dễ dàng chuyển tiền cho đối tượng. Và xe xịn giá rẻ chẳng thấy đâu, người mua chỉ mất tôi số tiền đặt cọc 2 triệu đồng bởi chẳng có bất cứ giấy tờ gì đảm bảo, còn thông tin người bán quá mập mờ. Họ tạo ra cái trang web với những cái hình ảnh rất là hoành tráng, là có thể tạo cho lòng tin cho người dân. Khi nhìn vào trang web thì có thể lầm tưởng là họ bán những cái mặt hàng hợp pháp. Nhưng theo tôi thì họ đang dẫn dụ để người mua có thể là trả cho họ trước một cái số tiền nào đó để họ chiếm đoạt cái số tiền và họ không có thực hiện cái việc giao xe cho người mua. Cũng theo luật sư Trương Ngọc Sơn, thử đặt thêm một kịch bản khác là nếu giao dịch thành công, người mua sẽ nhận được một chiếc xe nhập lậu, không rõ nguồn gốc xuất xứ hoặc đã được làm giả giấy tờ. Bản thân họ khi điều khiển những chiếc xe như thế cũng là hành vi vi phạm pháp luật. Do đó, việc mua xe trên mạng tiềm ẩn rất nhiều rủi ro. Người dân nếu mà mua xe theo cái phương thức ở trên mạng này thì tiềm ẩn rất là nhiều rủi ro. Vì có nhiều khả năng là chúng ta sẽ không nhận được xe đâu mà còn phải tốn tiền cho cái người mà rao bán xe đó nữa. Và nếu như có nhận được xe thì cũng không thể nào mà chúng ta đăng ký được một cái giấy tờ xe hợp pháp để là sử dụng. Cho nên là tôi khuyên là người dân nếu có mua xe thì nên đến các cái cửa hàng có đăng ký kinh doanh hợp pháp để là đảm bảo cái quyền lợi của mình. Với những gì luật sư có đề cập thì thủ đoạn đó người mua nếu mắc bẫy là chịu trăm phần thiệt vì mình. Tuy nhiên, không ít người vẫn đánh liều. Thực tế cũng cho thấy nếu không cẩn trọng tìm hiểu kỹ các thông tin có liên quan đến các loại xe máy được rao bán với giá rẻ bất ngờ trên mạng, người tiêu dùng còn rất dễ mua phải xe gian, xe tan vật của các vụ án. Bởi lẽ, vì không phải ngẫu nhiên mà các đối tượng lại đi rao bán số xe trên với mức giá rẻ bất ngờ đến như vậy. Dù chưa có một con số thống kê chính thức, nhưng kiểu kinh doanh xe siêu rẻ trên mạng xuất hiện ngày càng nhiều và hoạt động một cách công khai. Thực tế, dù biết rằng việc mua xe trốn thuế, xe không giấy tờ là phạm pháp, nhưng vì đánh trúng tâm lý ham rẻ, muốn có xe xịn, nhiều người đã đánh liều và bị sập bẫy giao dịch ảo. Xem ra, những chiêu trò lừa đảo này sẽ còn có đất dụng võ nếu người dân không cảnh giác mà cứ đặt niềm tin vào những trang bán hàng qua mạng như thế này.
Thông tin này cũng đã khép lại chương trình Góc nhìn đa chiều hôm nay. Cảm ơn quý khán giả đã quan tâm theo dõi. Kính chào và hẹn gặp lại.